Con Bắc Hà sù trắng ngày hôm nay. Mưa gió suốt hôm nay mới quay được video để mọi người ngắm. Đây. Cho mấy cún ở trong lò trước. Đây. Rất là dạng cún. Một em mũi nâu và hai em mũi nâu. Một em đậm nâu đậm, một em nâu nhạt và hai em mũi đen. Rất đẹp luôn. Đây, cún mẹ đây. Rồi em ra kia chơi đi. Để quay mấy con nhóc con trước. Thấy sờ con nó ra hỏi thăm luôn. Đó, để cho mọi người ngắm. Đây, cún mẹ thì hôm nay lông của nó cũng tương đối đủ. Còn đây là cô dì chú bác cùng đàn với cún mẹ. Rồi, rất là xinh. Xem này, em được em cái. Từng đứa ra một nha. Này con cái. Rất xinh luôn. Ok. À, ra đây. Ok, hai con nâu trước nha. Em này được cái tiếp. Rất xinh luôn. Trắng như bạch tuyết luôn. Ok. Mấy hôm trước là trời nó mưa, thành ra là không cho chó con ra được. Trời này thì lông rất là bông. Đây. Em này cũng trắng muốt cái. Đây. Đuôi rất là bông, em này thì mũi đen. Và em cuối cùng ở trong bốn em. Đây. Em đực duy nhất nó to hơn. Nhấc nó ra cuối cùng. Đầu rất đẹp. Rất xinh luôn. Này. Đuôi đấy. Đuôi vắt trên lưng đấy. Rồi để cho chúng nó chơi đi. Hai đứa lớn thì ra kia. Để cho bọn trẻ con nó lượn vòng quanh đi. À, nhấc cái lồng ra. Rồi. Bốn đứa ra chơi với nhau đi. Kìa. Con kia đấy, đấy tại sao nó bé hơn. Nó bé hơn bọn này một tí đấy. Nó ra cái nó lượn nó chơi. Đây, ba con này vẫn còn đang tìm hiểu. Nó đã đuôi quẫy tít này. Đấy. Gạ chơi. Ra quấn chủ để chủ xoa đấy. Đội này thì bây giờ nó mới bắt đầu nó tập ăn. Nhưng mà cái đàn chó con nó rất là quấn chủ. Bốn con. Thằng nhìn thẳng đây là thằng đực đấy. Sau cùng đấy. To hơn. Nhìn cái đầu của nó cảm giác nó to hơn tí. Đây này. Được duy nhất đây. Đẹp tuyệt vời luôn. Còn lại ba em cái. Em nào cũng yêu. Đuôi đều vắt trên lưng hết. Đấy. Rồi mấy đứa chơi với nhau đây. Mấy đứa chơi với nhau đứng đấy chơi. Nào hai ba nào. Nào vảnh ở đây để anh làm kiểu ảnh nào. Rồi ở đây thôi. Ra đây chơi. Mọi người thấy cái giống chó này của Việt Nam mình có đẹp không? Đây là một cái giống chó ta. Chó ta đây nhá. Chó sù trắng. Chó sù trắng gọi tên của nó là giống chó Bắc Hà. Còn cái giống chó này thì có thể mọi người sẽ nhìn thấy nó có nhiều. Mỗi con nó một kiểu cũng gọi con Bắc Hà. Nhưng mà có những con nhìn nó lại khác khác tí. Thì nó là điều bình thường thôi mọi người nhá. Vì cái giống chó này của mình, của Việt Nam mình, nó đang trong quá trình gây giống thôi. Ở Việt Nam mình thì chọn lọc giống. Còn ở trên thế giới là nó chưa được công nhận là giống chó thuần chủng đâu. Việt Nam mình chưa có giống chó thuần chủng nào cả, được công nhận cả. Đấy, cho nên là khi mà nó còn chưa ổn định thì đương nhiên là nó sẽ có những cái sự sai lệch đi một chút là chuyện bình thường. À, mọi người thấy cái giống này nhìn trông con nó có yêu không? À, đuôi đấy. Sợ. Đây, em cái này lại ra đây, lại ra chỗ chủ. Đây, đổ chai nước chè của anh rồi. Đó, người nhìn xinh không? Rất là xinh luôn. Mẹ rất chăm con. Thấy con ra tưởng con đi vệ sinh định ra dọn này. Ra chơi với con đi, ra dạy chúng nó chơi đi. Mới có một con. Mới có một con chúng nó gọi là tự tin chơi thôi, còn ba con kia nó vẫn thích tụ với nhau. Mẹ ra gạ con chơi đi.
bông em rất xinh luôn đấy. Nhà mà rộng, mình nói nhà rộng nuôi khoảng như nhà rộng nuôi khoảng tầm 3-4 con như thế này mỹ mãn luôn. Sinh cho con ra buti, đứng yên cho con nó tịt, đứng yên đấy thôi, đứng yên đấy thôi. Thôi đi, đi ra chỗ kia, chỗ này quả nó không cao quá này, anh còn chưa cắt được quả cơ, mưa liên tục, quả nó đang lên rồi đây. Đấy, đây là cái lợi thế của cái vườn quả khi mà trồng cái giống quả này, nó nhưng nó không bị tùm. Còn những cái chỗ nó thừa cái này, đây nó cũng nhỏ bớt đi rồi đấy. Còn một số cây nó vươn lên cao, như cái quả này nó có cái lợi thế của nó là khi nó mọc thành mảng rồi là nó giữ được cái bề mặt. Xinh à? Đấy. Cái này rất quấn người nhé, rất quấn chủ. Cái đấy, cái mũi nâu đấy. Em này là em mũi nâu nhất. À không, hai con cũng như nhau thôi. Nhưng em này em cái mũi nâu bé hơn một tí, trắng muốt luôn nhỉ, trắng tinh khôi luôn. Thực ra các con Bắc Hà trắng này nó có hai kiểu nha, một là cái kiểu trắng toát như bọn này là về sau sẽ là bọn trắng toát này, hai là kiểu trắng mà gọi là trắng ngà, là nó như màu của con như màu con lau ấy, là trắng ngà. Nào hai đứa ra đây nào, à, ràng già hóng chuột. Nào, ra đằng này, ra đằng này chơi, ra đằng này chơi với con đi. Ghê chưa, hầm hè ghê quá nhỉ, nhỉ, hầm hè ghê quá. Lẫn cái quả này phải nhổ đi, quả này là cái quả xước, nhưng cái quả xước này có vẻ chó lại thích rứt. Dáng nằm rất chi là tiểu thư. Nó mà cứ khô ráo thì cho ra chơi nhiều nhỉ. Hôm nay nó mới được ngày khô, đúng là từ trước Tết luôn mới được ngày khô, là nó phải yêu cầu nó phải khô liền 2 ngày để cái cỏ nó không bị ướt này thì chó con mới cho ra được. Hóng ấy, mọi người thấy xinh không? 3 cái 1 đực. Hôm nay là chỉ quay đàn này thôi, còn một cái đàn nữa đẻ trước đàn này khoảng 1 tuần thì để hôm nào rồi mình quay. Con mẹ thì cũng là chị em thôi, đàn kia thì cũng chưa không nhớ quân số được cái, để hôm nào quay rồi xem. Đẻ trước 1 tuần bọn kia thì là nó ăn nhiều hơn tí thôi, cũng là mới tập ăn nhưng nó ăn nhiều hơn. Chất xinh luôn nhỉ, tự tin ấy, đuôi quẫy đấy, đấy, sợ. Được, được đấy, đầu gấu đấy. Cái con mà chuyên bị kêu ý é, không biết là cái con nào ở trong cái đàn này là con đực một mình, nó không có đối thủ, nó không có đối nô, cho nên là nó cứ thỉnh thoảng nó lại bắt nạt một con, cứ kêu ầm ĩ hết cả lên. Xong như vừa rồi, thôi không hồ nào. Bên đấy của người ta liên quan gì đến mình mà kêu. Bọn này là nó ở với nhau. Hai chị em là nó ở với nhau, một con thì chăm con, còn một con này thì thả giấm rồi, hình như là cũng đang bầu, không biết là có đậu không, chả biết, bụng nó cũng không lộ lắm. Em xem nào, có thể bầu, cũng không kiểm tra. Nói chung nó bầu lúc nào nó đẻ nó cào ổ thì biết thôi. Đấy. Sợ, ý sợ. Đã ở rồi đúng không? Tức là đã ra dứt cỏ đúng không? Cho ta thì nó ở với nhau thì thường thường có đực với đực thì nó bục nhau thôi, chứ còn cái với cái thường nó hòa thuận. Đây, em này nè. Rất chi là gì? Con gì nó bám ở trên lưng thế này, con nhện này. Mọi người thấy có xinh không? Ai quan tâm cún con của trại mình, kể cả là Bắc Hà, Mông Cọc, thì cứ lưu lại thông tin số điện thoại nhé, 0901 008 234.
qua Zalo. Trại mình ở Hà Nội. Không, mình nhắc lại số điện thoại là 0901 008 234. Mọi người mà quan tâm đến các cái giống chó ta mông cọc Bắc Hà thì mọi người cứ lưu số lại. Bây giờ có thể chưa nuôi được, lúc sau có thể nuôi được. Thì cứ gõ tìm theo thông tin cái giống chó là sẽ ra thôi. Trại ở Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện tại thì trại mình đã ổn định ở cái địa chỉ mới. Trước đây thì là trại làm ở bên Sóc Sơn. Nhưng mà 2 năm trở lại đây thì đến bây giờ là bước sang năm thứ 3 là trại đã chuyển về cái địa điểm mới là ở cuối ngõ 197 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cuối ngõ, vì ở đây nó là khu vực này là khu vực cách khu dân cư khoảng tầm 200m, khoảng tầm 2 đến 500m gì đấy. Hiện tại bây giờ thì nó chưa có số nhà. À, cũng là do trại đổi địa chỉ cho nên anh Google anh chưa cập nhật cái địa điểm mới. Cập nhật địa điểm rồi một thời gian rồi anh ấy yêu cầu xác minh và vẫn chưa xong. Thì khi mà nó cập nhật địa điểm xong thì mọi người có muốn đến thì mình chỉ việc gửi cái địa điểm thì mọi người đến nó sẽ rất là tiện. Đây con mẹ đây. Đó, mọi người thấy cún xinh không? Để lại bình luận nha. Và ai thích nuôi cái giống này, một giống chó ta cực kỳ đẹp, cũng có nhiều cái tác dụng lắm. Trong nhà rồi bắt chuột, rồi làm chó cảnh, nó rất là đẹp. Hoàn toàn nó có thể đáp ứng cái nhu cầu làm chó cảnh được. Và cái giống này thì nó được một cái là nó ở rất sạch. Đó, đấy con chó con là từ bé đến giờ, từ đẻ ra đến giờ đấy. Mẹ nuôi nhưng mà chó con nó rất là sạch, không có lau, không có bất kỳ một cái gì chúng nó đâu. Mẹ dọn cho và chó con nó cũng tự nó ở sạch từ bé, nó vệ sinh gọn vào một chỗ. Chó ta đấy là cái đặc tính của con chó ta, nó vệ sinh một chỗ và nó chơi một chỗ chứ nó không bừa bãi như là con chó tây. Con chó tây thì nó bừa bãi hơn, nó có thể nó dẫm vào phân rồi nó lăn vào phân, nhưng chó ta thì không, nó ở sạch từ bé. Ok. Vài ngày nữa mình sẽ quay thêm video. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé. Rất là xinh luôn. Ôi trời, không bắt nạt cháu. Cháu nó nhầm, cháu nó tưởng mẹ thôi mà. Ok.